Thần y trở lại, Ngô Bình. Tập 150. Bí chú là dùng lời chú để huy động bí lực và sinh ra hiệu quả thần bí. Hiệu quả này không phải là cứ có bí lực là có thể thực hiện được. Ví dụ như một bí lực cấp thần của Ngô Bình có thể khiến cơ thể anh sinh ra trạng thái kim cương bất hoại, không thứ gì có thể xâm phạm được, đồng thời duy trì được trong 5 đến 10 hơi thở. Ngô Bình có 100 loại bí lực nên việc anh cần làm bây giờ là tìm lời chú tương ứng cho các bí lực của mình, vì thế anh bắt đầu niệm cả đoạn chú dài. Nếu luyện xong hết cả đoạn này thì chắc ít cũng phải mất 10 ngày, không ai có thể kiên trì được. Đoạn chú này có tên là mẫu chú. Khi Ngô Bình niệm đến một đoạn nào đó, bí lực tương ứng trong cơ thể anh sẽ có phản ứng. Lúc này, anh cần ghi đoạn chú đó lại, sau đó dùng kiến thức cùng tài năng của mình để sửa đổi và hoàn thiện nó. Sau đó biến nó thành lời chú của riêng mình. Cũng vì thế mà các lời chú không thiên hạ đều không hoàn toàn giống nhau, mỗi người đều có những lời chú của riêng mình để điều động bí lực trong cơ thể. Đương nhiên cùng một lời chú để huy động bí lực đều xuất phát từ một mẫu chú, vì thế kiểu gì chúng cũng có điểm tương đồng. Song cùng với đó, bí lực sinh ra từ cùng một mẫu chú lại có hiệu quả khác hẳn nhau. Tu sĩ mạnh mẽ thì sẽ tạo ra bí lực mạnh mẽ. Ngô Bình bắt đầu niệm mẫu chú, nhưng mới niệm hơn một tiếng đã có nhiều bí lực cao cấp trong người anh có phản ứng, anh biết ngay là đoạn mẫu chú này rất phù hợp với bí lực của mình. Sau đó, Ngô Bình vừa ghi lại vừa đọc tiếp đoạn sau của mẫu chú này, cùng lúc đó, liên tục có đồ ăn xuất hiện trước mặt anh không khách sáo mà đánh chén ngon lành ngay. Ngô Bình có 100 loại bí lực, vì vậy cứ cách một thời gian, anh sẽ tìm một loại bí lực phù hợp. Sau khi tìm được 3 loại bí lực thì Ngô Bình đã ở đây 36 tiếng rồi, vậy là 3 ngày trôi qua. Anh không thể tu luyện tiếp được nữa, vì đã có một luồng sức mạnh đẩy thẳng ra ngoài, sau đó anh xuất hiện bên ngoài cửa. Cửa mở, Ngô Bình nhìn thấy đồng tử kia và Trương Cổ Nguyệt đang vừa nói chuyện vừa chờ anh. Đồng tử kinh ngạc nói, anh đã ở trong đó những 3 ngày. Nếu không bị hạn chế về thời gian thì chắc anh chưa ra ngoài đâu đúng không? Ngô Bình, tôi bị một luồng sức mạnh đẩy ra. Đồng tử gật đầu, đúng là kỳ tích, tôi chưa từng gặp ai ác chiến như anh. Ngô Bình, khi nào tôi được đến vũ trụ ngũ hành? Đồng tử, giờ đi được rồi, anh chuẩn bị xong chưa? Ngô Bình gật đầu, rồi. Trương Cổ Nguyệt, Huyền Bình, thành tựu của cậu đã vượt qua dự liệu của chúng tôi. Tôi thấy rất vui, hy vọng cậu đến đó rồi thì sẽ tiến bộ nhanh hơn. Ngô Bình hành lễ với Trương Cổ Nguyệt, cảm ơn công bồi dưỡng của giáo chủ, Huyền Bình sẽ không bao giờ quên. Trương Cổ Nguyệt vui tới mức không khép được miệng, Huyền Bình, chờ khi nào đủ mạnh rồi, cậu nhớ phải tới thăm chúng tôi đấy nhé. Chúng tôi sẽ để mắt đến người nhà và thê thiếp của cậu. Ngô Bình hỏi, ai đón tôi thế? Họ sẽ giúp tôi chứ? Đồng tử mỉm cười rồi lấy một bức thư ra và nói, đây là thư viết tay của tôi. Nếu anh gặp một người tên là Cao Thắng thì hãy đưa nó cho anh ấy sẽ sắp xếp ổn thỏa cho anh. Ngô Bình cầm lấy bức thư rồi hỏi, nếu không có bức thư này thì sao? Đồng tử, nếu anh không chết thì cũng phải làm nô dịch cho họ một thời gian. Ngô Bình, tại sao cậu lại giúp tôi? Đồng tử, ai chẳng muốn lấy lòng một tên yêu nghiệt như anh, tôi cũng không ngoại lệ. À, tôi là Cao Lượng, Cao Thắng là anh họ của tôi. Ngô Bình gật đầu, cảm ơn. Cao Lượng, Cao Thắng sẽ coi anh như người nhà và kể cho anh biết tình hình ở bên đó. Nhưng tôi vẫn phải nhắc anh một điều, tuy anh rất giỏi, nhưng vũ trụ ngũ hành còn phức tạp và nguy hiểm hơn anh nghĩ nhiều, cho nên anh làm gì cũng phải cẩn thận, không là chết như chơi đấy. Ngô Bình, Cao Thắng có địa vị ở bên ấy không? Cao Lượng, không, chỉ là một tạp dịch cấp thấp thôi, nhưng cũng có chút quyền lực nên vẫn có thể giúp anh phần nào. Ngô Bình, tôi hiểu rồi. Cao Lượng, nếu anh mạnh lên rồi thì đừng quên giúp anh họ tôi với nhé. Ngô Bình gật đầu, tôi biết rồi. Cao Lượng chắp tay, hẹn ngày gặp lại. Ngô Bình quay người đi vào màn sương, ngay sau đó thì biến mất. Không biết bao lâu sau, anh đã bị một luồng áp ực làm cho tỉnh lại. Ngô Bình mở mắt ra thì phát hiện mình đang ở trên một bờ cát đen, có rất nhiều người đang nằm xung quanh. Nhưng tất cả bọn họ đều đang hôn mê, hơn nữa 1/3 trong số này đều đã chết, anh là người đầu tiên tỉnh lại. Qua, nhanh thế đã tỉnh rồi, có cuộc đối thoại vang lên ở gần đó. Không phải chứ,
ngày trước người tỉnh dậy sớm nhất cũng mất nửa ngày đấy, nhưng người này mới hơn chục phút đã tỉnh rồi, hơn nữa trông có vẻ như không sao. Ngô Bình nhìn về phía phát ra tiếng nói thì thấy có 5 người ngồi ở đó rồi nhìn mình với vẻ ngạc nhiên. Một người thanh niên cao lớn trong số đó đi tới gần rồi quan sát anh, hỏi, này, cậu có nghe thấy tôi nói không? Người này nói tiếng giống của đồng tử kia nên Ngô Bình có thể hiểu được, anh nói có. Ngô Bình, đương nhiên tôi phải mạnh rồi, dứt lời, anh tự đứng dậy. Hành động này của anh dọa cho 4 người còn lại sợ mất mật, họ đều đứng lên rồi trố mắt nhìn anh. Người thanh niên gật đầu, được đấy, đi theo tôi. Ngô Bình đi theo người thanh niên ra ngoài, tiện thể ngẩng lên nhìn bầu trời. Mặt trời ở trên cao rất chói mắt, ánh nắng ấm áp chiếu xuống cơ thể khiến anh thấy rất thoải mái. Áp lực khiến anh tỉnh lại cũng đã dần biến mất, anh cảm thấy rất thích ứng với trạng thái hiện giờ. Họ đi về phía 4 người kia, người thanh niên nói, giờ tôi sẽ đi đăng ký cho cậu, sau đó đưa cậu đến nông trường làm việc một thời gian. Ngô Bình biết đến đó thì sẽ phải làm công việc đầy tớ nên hỏi, các anh có quen Cao Thắng không? 5 người kia ngẩn ra, người thanh niên hỏi, tôi là Cao Thắng đây, sao cậu biết tôi? Ngô Bình lấy thư của Cao Lượng ra rồi đưa cho anh ta, tôi là bạn của Cao Lượng. Cao Thắng ngây người, sau đó mở thư ra đọc. Đọc xong, anh ta cất thư đi rồi nói với những người khác, mấy anh em tôi nhờ tôi để ý đến cậu này. Mấy người kia gật đầu rồi không nói gì nữa. Cao Thắng kéo Ngô Bình tới dưới một cây đại thụ, sau đó nhìn ngó xung quanh rồi hỏi nhỏ, trong thư, Cao Lượng bảo cậu là thiên tài, có đúng không? Ngô Bình, cái này tôi không biết, nhưng tôi đã ở nơi kiểm tra được 3 ngày. Cao Thắng trợn tròn mắt rồi hô lên, cái gì? 3 ngày ư? Ngô Bình, Cao Lượng bảo anh sẽ giúp tôi. Cao Thắng lau miệng rồi tiếp tục kéo Ngô Bình ra một cái lều ở xa hơn. Ở đó có một cái bàn và mấy chén trà. Cao Thắng nhìn Ngô Bình như động vật quý hiếm rồi hỏi, giờ cậu đang thấy sao? Có phải khó chịu lắm không? Ngô Bình, không, tôi rất quen với môi trường ở đây. Cao Thắng rạng rỡ nói, quá đỉnh, cậu là tu sĩ hạ giới có khả năng thích ứng mạnh nhất mà tôi từng gặp. Ngô Bình, anh gọi chúng tôi là tu sĩ hạ giới ư? Cao Thắng gật đầu, cứ đến từ vũ trụ cấp thấp thì đều là tu sĩ hạ giới hết. Anh ta ngẫm nghĩ rồi nói, theo lý thì tôi phải đưa cậu đến nông trường và cậu phải làm việc ở đó cả đời. Đương nhiên, nếu số cậu may thì có thể hồi phục tu vi ở đó, chủ nông trường sẽ bán cậu tới nơi lớn hơn để cậu làm công nhân mỏ. Sau một thời gian làm việc ở đó, cậu sẽ bị bán đi tiếp, hoặc có thể trở thành quản lý của khu mỏ, nhưng khả năng này thấp lắm. Ngô Bình cau mày, tu sĩ hạ giới chỉ được làm nô lệ thôi à? Cao Thắng, tôi sẽ bỏ một khoản tiền ra để mua cậu, sau đó đăng ký thân phận mới cho cậu. Có thân phận mới rồi thì cậu chính là tu sĩ của vũ trụ ngũ hành. Sau đó sẽ thế nào thì phải dựa cả vào cậu thôi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ngô Bình, thực lực hiện giờ của tôi ngang với cấp nào của tu sĩ ở đây? Cao Thắng nghi hoặc nói, thường thì tu sĩ nào có thể thích ứng được với môi trường ở đây thì đều có thể một chấp ba với tu sĩ cùng cảnh giới, nhưng cậu thì hơi khác, vì hình như trên người cậu có bí lực thì phải. Ngô Bình gật đầu, tôi là tu sĩ cảnh giới bí chú rồi. Ngô Bình trố mắt ra nhìn, cái gì? Cậu tu luyện được bí chú ở vũ trụ cấp thấp ư? Cậu làm kiểu gì thế? Ngô Bình, tôi tu luyện trong lúc ở nơi kiểm tra, môi trường ở đó cũng khá giống ở đây. Thậm chí còn ác liệt hơn ấy. Cao Thắng dựng ngón tay cái, bái phục. Nếu cậu đã ở bí cảnh rồi thì có gặp tu sĩ luyện khí ở đây cũng không phải sợ. Thế này đi, tôi sẽ đi thu xếp thân phận cho cậu trước, sau đó dẫn cậu đi gia nhập vài môn phái ở gần đây, cậu thấy sao? Ngô Bình, cảm ơn. Cao Thắng cười nói, đừng khách sáo, tôi thấy cậu rất có tiền đồ nên đồng ý giúp cậu thôi. Nào, đi đăng ký thôi. Họ rời khỏi căn lều rồi đi tới chuồng ngựa để lấy 2 con ngựa, sau đó mỗi người cưỡi một con đến một căn nhà. Đến nơi rồi, Cao Thắng xuống ngựa rồi vào trong nộp tiền, sau đó cầm một tờ giấy đi ra nói với Ngô Bình, lát chúng ta sẽ vào thành để đăng ký thân phận cho cậu, tiện thể ăn chút gì đó luôn. Ngô Bình, đăng ký có mất tiền không? Cao Thắng, có chứ, tôi đã tốn 3 lạng vàng để mua cậu rồi, giờ phí đăng ký là 7 lạng nữa là tròn 10 lạng đấy.
Ngô Bình, tôi sẽ trả cho anh. Cao Thắng, không vội, kiểu người như cậu sớm muộn cũng giàu. Hai người cưỡi ngựa trên đường, Ngô Bình phát hiện có khá nhiều người đi trên đường, hầu hết họ đều ở cảnh giới luyện khí nên anh không khỏi cảm thán, tỷ lệ tu sĩ ở vũ trụ ngũ hành cao thế à? Cao Thắng, ừ, tu luyện từ tầng 3 đến tầng 4 của luyện khí không khó lắm, 60% mọi người đều làm được, chỉ cần chịu khó một chút. Nhưng từ tầng thứ 4 lên tầng thứ 6 thì hơi khó, chỉ có khoảng 20% làm được. Tầng 7 đến 8 thì khó hơn rồi, trong đó ai may lắm thì mới lên được tầng thứ 9, nhưng vô cùng hiếm. Nếu đạt đến tầng thứ 10 của luyện khí thì chắc hơn 3.000 năm mới có một. Ngô Bình gật đầu, mấy cảnh giới đầu thì dễ, nhưng tu hành tiếp thì hơi khó. Cao Thắng, nhưng luyện khí đã là gì đâu, 10 tầng bí cảnh sau đó mới là khó. Ví dụ như người ở tầng thứ nhất bí cảnh như cậu thì đúng là 100.000 người mới có một, tu sĩ tầng thứ 3 thì cả 1.000.000 người mới có một. Lát chúng ta sẽ đến thành Kim Mã, ở đó có khoảng hơn 1.000.000 dân mà chỉ có 9 tu sĩ bí cảnh thôi, trong đó chỉ có một người ở tầng thứ 3 bí cảnh, đó là người có thực lực mạnh nhất ở thành Kim Mã. Ngô Bình, đến Tiêu Cục ư? Cao Thắng, nếu cậu có năng lực thì cứ đi tìm một công việc đã. Tiêu đầu của Tiêu Cục có quen biết rộng. Nếu cậu có biểu hiện xuất sắc thì người ta sẽ cho cậu đến Tổng Tiêu Cục. Đến đó rồi thì không chỉ thu được lợi ích cao, mà còn có địa vị nữa, so ra hơn làm việc vặt như tôi nhiều. Ngô Bình hỏi, anh ở tầng mấy của luyện khí rồi? Cao Thắng, tầng thứ 7. Ngô Bình, có thể tỉ thí với tôi không? Lúc này, vừa hay họ đã đi đến một rừng cây, Cao Thắng cười nói, được, thật ra tôi cũng tò mò muốn biết thực lực ra sao. Hai người buộc ngựa vào thân cây, sau đó vào trong rừng rồi vào thế. Cao Thắng hô lên một tiếng rồi ra tay luôn, động tác của anh ta chắc chắn, bước chân linh hoạt, sau đó tấn công Ngô Bình bằng quyền pháp. Trong mắt Ngô Bình thì đòn tấn công của anh ta đầy sơ hở, anh giơ một tay lên chặn thì Cao Thắng đã hét lên rồi ôm tay lùi lại, nửa người đã tê dần. Anh ta kinh ngạc hỏi, cậu làm gì tôi thế? Ngô Bình, tôi đánh vào huyệt khiếu của anh. Xem ra cơ thể của người tại đây cũng giống vũ trụ minh cổ. Mãi sau, Cao Thắng mới bình thường trở lại rồi tiếp tục ra tay. Ngô Bình đi vòng qua người anh ta, sau đó đập vào lưng anh ta. Sau vài lần như vậy, Cao Thắng đã mướt mồ hôi, thôi, tôi không phải đối thủ của cậu đâu. Cậu cho tôi cảm giác ít cậu cũng ở tầng thứ 10 cảnh giới luyện khí rồi. Ngô Bình, thực lực của anh mà ở vũ trụ minh cổ thì còn hơn tu sĩ thần thông đấy. Cao Thắng, nhưng tu sĩ thần thông ở đây thì như thần tiên rồi, chỉ các thành lớn mới có cường giả thần thông thôi. Ngô Bình, anh Cao, nơi chúng ta đang ở thuộc thế lực hay vương quốc nào? Cao Thắng, mình đang sống dưới sự cai trị của Hoàng Triều Đại Tề. Hoàng Triều này rất lớn, bên dưới còn có hơn 800 châu, mỗi châu quản lý 10 quận, bên dưới quận là mấy chục huyện. Chúng ta đang ở huyện Kim Mã, điểm đến sắp tới là thành Kim Mã. Ngô Bình, thế thì Hoàng Triều này đông dân lắm nhỉ? Ừ, nhưng Đại Tề chưa phải quốc gia lớn nhất vũ trụ này đâu. Ngô Bình, vũ trụ trước mà tôi ở cũng có nhiều đại lục lắm, đại lục nào cũng lớn, vũ trụ này có thế không? Hai người tiếp tục lên đường, gần 20 phút sau thì đến thành Kim Mã. Vừa tới đây, Ngô Bình đã nhìn thấy có rất nhiều thi thể treo trên tường thành, có rất nhiều người đang đứng xem náo nhiệt. Nhưng có nhiều người khác chỉ lạnh lùng bước qua, chứ không thèm nhìn đến một cái. Nhìn thấy các thi thể ấy, Ngô Bình hỏi Cao Thắng, họ phạm tội gì thế? Cao Thắng, đều là dân thường đắc tội với quan phủ, chắc bị giết vì chuyện nhỏ nhặt gì đó. Ngô Bình, ví dụ. Cao Thắng, ví dụ có người nhìn người nhà là nữ của quan phủ thì cũng bị giết. Tiếp là không chú ý quan phủ đi qua nên không chào thì cũng bị chém đầu. Ngô Bình cau mày, quan lại ở đây thích giết chóc vậy à? Cao Thắng, dân chúng ở đây toàn không có tu vi hoặc tu vi thấp nên giết thì giết thôi, có khác gì con dê đâu. Hai người đi qua cổng thành thì nhìn thấy không ít người cưỡi ngựa đi qua, theo sau họ là rất nhiều tùy tùng. Cao Thắng giải thích, ở Hoàng Triều Đại Tề, tu vi càng mạnh thì địa vị càng cao. Ví dụ như ai ở tầng thứ 7 luyện khí thì sẽ là sĩ tộc cấp 3. Mỗi tháng đều được quốc gia chia tài nguyên cho. Sĩ tộc giết dân thường sẽ không phải đền mạng, cũng không phải nộp thuế, còn có cơ hội vào hoàng gia để được đào tạo sâu hơn.
Thường thì các sĩ tộc sẽ luôn có rất nhiều tùy tùng đi cùng. Ngô Bình gật gù, xem ra tu sĩ ở đây có địa vị cao thật. Cao thắng, điều này cũng dễ hiểu thôi mà, người tu hành mà nhất là người tu hành có tu vi cao thì rất quan trọng với hoàng triều. Quanh đây toàn kẻ địch mạnh, nếu không có tu sĩ mạnh mẽ bảo vệ thì có thể bị tấn công bất cứ lúc nào. Chuyện như vậy thì ngày nào cũng xảy ra ở đại lục ngũ hành. Tu sĩ nhất định phải trung thành với hoàng triều à, anh hỏi. Cao thắng, tu sĩ càng mạnh thì càng nhận được nhiều tài nguyên của hoàng triều. Thật ra có thể coi hoàng triều đại tề này là một môn phái, khi một người có tu vi đủ mạnh thì sẽ có được địa vị cao tương ứng trong hoàng triều. Ngô Bình gật đầu, đây là một thế giới cường giả làm chủ nên tu sĩ đúng là quan trọng nhất. Không có tu sĩ mạnh mẽ ủng hộ thì bất cứ hoàng triều nào cũng không tồn tại lâu được. Cao thắng, đúng thế, vì vậy chỉ cần nỗ lực tu hành thì kiểu gì cũng được hoàng triều bồi dưỡng. Tư chất của cậu tốt như vậy thì tôi thấy sau này sẽ có thành tựu lắm. Ngô Bình, tôi đã hứa với Cao Lượng là nếu tôi có thực lực thì sẽ giúp anh. Cao thắng cười nói, cậu em của tôi khá thẳng thắn, cậu đừng để ý. Ngô Bình, không sao, giúp qua giúp lại là chuyện bình thường. Không thì các anh lấy gì mà giúp tôi chứ? Cao thắng cười phá lên, tôi thích những người có tính cách như cậu. Sau đó, Cao thắng đã dẫn Ngô Bình đến một đại điện, quảng trường ở bên ngoài có khá nhiều người đang xếp hàng, có vẻ như cũng đều chờ đăng ký. Ngô Bình, họ sẽ thành công chứ? Cao thắng, khó lắm, sau khi đăng ký thân phận mới, hầu hết họ cũng chỉ được làm tạp dịch hoặc người làm thôi, chỉ có những nhân tài ưu tú thì mới có cơ hội phát triển. Nhưng tỷ lệ rất thấp. Ngô Bình, xem ra con đường này khó đi rồi. Cao thắng không bảo Ngô Bình xếp hàng mà chạy lên nói với ai đó một tiếng, sau đó dẫn Ngô Bình lên trên cùng luôn để đăng ký. Lúc đăng ký thì phải ghi lại ảnh cùng dấu vân tay và tên họ, Ngô Bình đã ghi tên mình là Ngô Bình. Đăng ký xong, anh lấy thẻ thân phận ra, thẻ này sẽ tự động thay đổi cấp bậc khi anh có sự tiến bộ. Rời khỏi nơi đăng ký, Ngô Bình hỏi, khi nào mình đến tiêu cục? Cao thắng, bình tĩnh, giờ đi kiếm cái gì ăn đã, tôi mời. Ngô Bình mới đến đây nên gật đầu luôn. Cao thắng đã đến một quán rượu tầm trung, sau đó gọi 10 món ăn cùng 2 vò rượu rồi ngồi nhâm nhi với Ngô Bình. Ngô Bình ngửi thấy hương rượu thơm thì đổ đầy một bát rồi uống cạn. Đồ ăn vơi đi trông thấy, một mình Ngô Bình đã đánh chén gần hết từ rượu cho đến thức ăn. Cao thắng đã ngà say, nhưng vẫn tươi cười nói, Ngô Bình, giờ tôi không còn nghi ngờ gì cậu nữa, cậu biết tại sao không? Người đến từ hạ giới dù có giỏi đến mấy thì cũng không thể ăn nhiều như cậu, vì dạ dày của họ không thể chịu được thức ăn ở đây. Rượu thì càng không uống được, tôi từng gặp một thiên tài, ăn thì không sao, nhưng chỉ uống một chút rượu thôi là chết lăn quay luôn. Vì chuyện này mà tôi đã bị cấp trên phạt đấy. Ngô Bình, tại sao không thể uống rượu? Cao thắng, người ở đây uống còn say nữa là người ở hạ giới, rượu này chẳng khác gì thuốc độc với họ, vì thế ai uống vào cũng chết ngay. Thế anh không sợ tôi chết à? Cao thắng lắc đầu, cậu thì khác, cậu ngửi thấy mùi rượu một cái thì đã ngất ngây, chứng tỏ cơ thể của cậu không thấy nó là chất độc. Chứ không giống tên kia, vừa ngửi thấy một cái đã nhăn nhó, thế mà vẫn cắm đầu uống. Ngô Bình uống thêm một bát rượu rồi nói, thêm 2 vò nữa. Ăn no uống say xong, Cao Thắng vừa xỉa răng vừa hỏi, Ngô Bình, lát chúng ta sẽ đến tiêu cục tứ phương. Ở đó chỉ chú trọng thực lực thôi, miễn cậu có thể đánh bại người ở đó thì sẽ trở thành tiêu sư. Anh ta nói tiếp, tiêu sư ở tiêu cục tứ phương chia làm 3 loại, cấp thấp nhất là tiêu sư chạy vặt, thường sẽ phụ trách việc đánh xe, chỉ cần ở tầng thứ 6 cảnh giới luyện khí trở nên là được. Tiếp đó là tiêu sư hộ vệ, yêu cầu dành cho cấp này sẽ cao hơn. Phải từ tầng thứ 8 luyện khí trở nên mới được. Hơn nữa còn phải biết đánh đấm. Trên nữa là đại tiêu sư, họ là nòng cốt của tiêu cục, số lượng không quá nhiều. Ví dụ như tiêu cục tứ phương ở đây, họ chỉ có 12 đại tiêu sư thôi. Tiếp đó là đến tiêu đầu, người này sẽ phụ trách đi vận chuyển hàng hóa nên có yêu cầu cao nhất. Sau khi Cao Thắng nói rõ cho Ngô Bình biết về tiêu cục này thì bọn họ cũng vừa hay đến nơi. Ngô Bình hỏi. Họ đang làm gì thế? Cao Thắng cười nói, họ đang lọc những người đến đăng ký trước để tránh lãng phí thời gian ấy mà. Trong tiêu cục này có một cao thủ,
chỉ cần trụ vững được 10 hơi thở khi giao đấu với người đó thì sẽ được ứng tuyển chính thức. Hai người đi hòa vào đám đông thì thấy có một vòng tròn với đường kính 10 bước. Có một tiêu sư trẻ tuổi đang đứng đối diện với một người thiếu niên trong vòng tròn, người thiếu niên vô cùng cẩn thận, đi hai vòng quanh tiêu sư xong mới dám tấn công. Song không may là cậu ta vừa ra tay thì đã bị tiêu sư trẻ tuổi kia đánh bay khỏi vòng tròn, răng rụng mất mấy cái. Trông thấy cảnh tượng này, Ngô Bình chỉ biết lắc đầu, cậu thiếu niên kia không hiểu gì về quyền pháp cả nên để lộ cả trăm chỗ sơ hở, vì thế thua là điều đương nhiên. Cậu thiếu niên bị đánh bay, những người khác thoáng do dự vì lo cũng gặp tình cảnh tương tự hoặc là thảm hơn. Để giảm khối lượng công việc, các tiêu sư ở đây thường đánh những người dự tuyển bị thương, nhằm dọa những người khác. Thấy không có ai bước lên nữa, Ngô Bình tiến lên rồi nói, tôi muốn thử. Tiêu sư trẻ tuổi quan sát Ngô Bình rồi nói, nếu có nhỡ làm cậu bị thương thì chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm đâu. Ngô Bình, nếu tôi bị thương thì là do tôi kém cỏi, tôi không trách ai hết. Tiêu sư kia gật đầu, ra tay đi. Ngô Bình bước vào vòng tròn, sau đó lập tức tung một quyền về phía tiêu sư kia. Tiêu sư giơ tay lên đỡ, sau đó tung một quyền lại phản công. Anh ta ra tay rất nhanh. Nhưng vừa tiếp chiêu của Ngô Bình đã thấy có gì đó sai sai. Vì Ngô Bình quá mạnh, cánh ta của anh ta đã đau nhói nên buộc phải lùi bước. Anh ta vừa lùi lại thì Ngô Bình đã nhân đó rồi tung một chưởng vào ngực anh ta. Hừ! Tiêu sư kêu lên một tiếng rồi bị đánh bay ra khỏi vòng tròn. Ngô Bình còn chưa dùng hết sức, không thì chắc tiêu sư kia đã bị thương nặng rồi. Anh ta kinh ngạc đứng dậy thì thấy mình chưa bị thương nên chắp tay nói với Ngô Bình, cảm ơn cậu đã nương tay. Ngô Bình, tôi vào tiếp được chưa? Tiêu sư gật đầu, sau đó gọi với vào trong, có một người qua vòng rồi, dẫn cậu ấy vào trong đi. Một tiêu sư cao lớn đi ra rồi cười nói với tiêu sư kia, không ngờ anh cũng bị người mới đánh bay ra khỏi vòng tròn đấy, ha ha. Tiêu sư kia cười mỉa, đừng cười tôi, nếu đổi là anh thì khéo còn thua nhanh hơn ấy. Tiêu sư cao lớn bĩu môi, chưa chắc đâu. Người này dẫn Ngô Bình vào trong đại viện của tiêu cục, sau đó đến một biệt viện ở giữa. Nơi này có một đàn thi đấu, có khá nhiều tiêu sư đang luyện quyền và binh khí ở đó. Ngô Bình cân nhắc một chút rồi đáp, tầng thứ 10 luyện khí. Tất cả mọi người đều sáng mắt lên, trong tiêu cục không có nhiều tu sĩ ở cảnh giới này, chỉ có 4 đại tiêu sư ở cấp này thôi. Tiêu sư cao lớn thấy mình không có khả năng hạ được Ngô Bình nên nói, chờ tôi đi gọi tiêu đầu mã. Một lát sau, có một tiêu sư khoảng 40-50 tuổi mặc đồ khác hẳn với các tiêu sư khác, trên tay áo của ông ấy thêu 2 ngôi sao, chứng tỏ ông ấy là tiêu sư 2 sao. Đương nhiên đây là danh hiệu mà Tổng tiêu cục trao tặng cho tiêu sư này, các tiêu sư cũng có thể trở thành tiêu đầu, nhưng cần trở thành tiêu sư các cấp sao trước. Tiêu đầu ma quan sát Ngô Bình một lát rồi cười nói, cậu bạn, cậu ở tầng thứ 10 luyện khí rồi thì muốn xin làm đại tiêu sư hay tiêu sư hộ vệ. Tu vi cao không có nghĩa là thực lực mạnh, tu sĩ luyện khí tầng thứ 9 hay 10 đến đây cũng dám làm tiêu sư hộ vệ thôi, chứ không được làm đại tiêu sư. Ngô Bình nói, đại tiêu sư. Tiêu đầu ma cười nói, đại tiêu sư là cốt cán của tiêu cục chúng tôi, cậu có chắc là muốn xin vào vị trí ấy không? Ngô Bình, có. Tiêu đầu mã gật đầu nói, tiêu sư Lư, ông đến thử thân pháp của cậu bạn này đi. Một tiêu sư trung tuổi bước ra, lưng ông ấy dắt một thanh đao với khí thế phi phàm, đây là một cao thủ cảnh giới luyện khí tầng thứ 9. Ông ấy là một đại tiêu sư, họ Lư tên là Lư Vân Dực. Lư Vân Dực bước tới chắp tay với Ngô Bình rồi nói, mời. Tiêu đầu mã, cậu bạn, cậu có thể chọn một món binh khí. Chỉ cần cậu có thể đỡ được hơn 100 chiêu của đại tiêu sư Lư thì tôi sẽ cho cậu cơ hội làm đại tiêu sư. Ngô Bình gật đầu nói, tôi hay đánh tay bo thôi, không quen dùng vũ khí. Lư Vân Dực chỉ coi như Ngô Bình đang ra vẻ nên không nói gì mà rút thanh dao ra, sau đó nhảy lên cao rồi chém một đao xuống. Ngô Bình lách người rồi chui ra phía sau của ông ấy như một con cá, sau đó đá vào chân của ông ấy. Lư Vân Dực có kinh nghiệm rất phong phú nên đã nhảy lên cao, nhưng động tác này của ông ấy đã nằm trong dự liệu của Ngô Bình, anh điểm tay một cái trúng thắt lưng của Lư Vân Dực. Anh đã sử dụng bí lực trong chiêu này, dù ở vũ trụ chính hay vũ trụ đạo cảnh thì hiệu quả của bí lực cũng không thay đổi.
Lư Vân Dực kêu hự một tiếng rồi mất hết sức lực, sau đó ngã từ trên cao xuống. Nếu không được Ngô Bình đỡ thì chắc ông ấy đã ngã gãy hết răng rồi. Tất cả mọi người đều ngẩn ra, họ không ngờ người mới này có thể hạ đại tiêu sư Lư Vân Dực bằng một chiêu. Lư Vân Dực vô cùng kinh ngạc, ông ấy hỏi Ngô Bình, cậu thi triển bí lực gì thế? Tiêu Đầu Mã cười phá lên nói tốt, tiêu cục tứ phương lại có thêm một đại tiêu sư, đáng chúc mừng. Một tiêu sư không nhịn được nói, Tiêu Đầu Mã, theo luật thì phải tham gia thêm hai vòng khảo hạch nữa cơ mà. Tiêu Đầu Mã lườm người đó, khảo hạch cái gì, một tiêu sư giỏi võ như vậy hiếm có khó tìm lắm biết không hả? Tôi quyết định rồi, nhận cậu ấy luôn đi. Từ giờ trở đi, cậu bạn này sẽ là đại tiêu sư thứ 13 của tiêu cục chúng ta. Mọi người đều lên tiếng chúc mừng, sau này họ sẽ là anh em cùng làm việc và chung hoạn nạn nên có thái độ rất thành khẩn với nhau. Ngô Bình, các vị, tôi là Ngô Bình, sau này mong được mọi người bảo ban nhiều hơn. Tiêu Đầu Mã, Ngô Bình, đại tiêu sư cần tuân thủ nhiều quy tắc lắm, tôi sẽ bảo tiêu sư Lư nói với cậu, tiên thể dẫn cậu đến xem chỗ ở luôn. Có chỗ nào không hài lòng thì cậu cứ nói với ông ấy nhé. Ngô Bình, vâng. Lư Vân Dực là một người rất phong khoáng, ban nãy Ngô Bình đã nương tay với ông ấy nên ông ấy rất biết ơn, cậu Ngô, sau này cứ gọi tôi là ông Lư nhé. Ngô Bình, gọi là anh Lư luôn được không? Lư Vân Dực, tùy cậu. Sau đó, hai người đi đến trước một căn phòng không lớn lắm, nhưng đồ đạc thì không thiếu gì, mỗi tội không có nhà vệ sinh khép kín nên hơi bất tiện. Lư Vân Dực, 10 ngày thì đến 8 ngày chúng ta ở bên ngoài nên nơi ở hơi đơn sơ một tẹo. Ngô Bình không bận tâm nói, không sao, thế này là tốt rồi. Sau đó, anh hỏi, Lư đại ca, lương của đại tiêu sư thế nào? Lư Vân Dực, thu nhập của chúng ra chia thành hai phần, một là lương căn bản. Lương này liên quan đến thời gian mình gia nhập tiêu cục, thấp nhất mỗi tháng được 12 lạng vàng. Như anh đây thì đã đến đây 7 năm rồi nên mỗi tháng được 13 lạng vàng. Phần thứ hai là trích phần trăm, chúng ta vận chuyển được càng nhiều hàng thì càng được trích nhiều phần trăm. Như tháng trước tôi chuyển được 100 chuyến hàng nên đã được chia 1 triệu lạng vàng, còn cậu ít cũng phải được 5.000 lạng. Ngô Bình, thế cũng không ít. Lư Vân Dực, ừ, nhưng tiền kiếm dễ thì tiêu cũng nhanh, hơn nữa còn nguy hiểm. Trong 7 năm qua, đã có 4 đại tiêu sư bỏ mạng rồi. Tiêu sư hộ vệ thì cũng thay quá nửa. Ngô Bình, chắc người cướp hàng cũng có thực lực không yếu, nguy hiểm là điều khó tránh. Lư Vân Dực cười phá lên, anh định làm vài năm nữa rồi đổi nghề. Ngô Bình, anh không định đột phá lên tiếp à? Ngô Bình nghĩ Lư Vân Dực nên đột phá lên tiếng bí cảnh. Ngô Bình, công pháp bí cảnh không lưu truyền trong nhân gian ư? Lư Vân Dực cười trừ, đương nhiên. Nếu ai giữ công pháp của một thế lực nào đó làm của riêng rồi bị phát hiện thì thế lực ấy sẽ cử cao thủ đến giết ngay và đòi công pháp về. Ngô Bình, nếu mình không thi triển thì sao họ biết được? Lư Vân Dực, công pháp bí cảnh của các nhà đều có đặc điểm riêng, một khi tu luyện thì cơ thể sẽ xuất hiện dấu hiệu riêng và dễ bị người khác phát hiện ra. Ngô Bình như có điều suy nghĩ, thế bảo sao? Anh đi lòng vòng trong đó một lát rồi ra ngoài tìm Cao Thắng, anh Cao. Cảm ơn nhé, chờ tôi kiếm được tiền rồi thì sẽ mời anh uống rượu. Cao Thắng cười phá lên, ừ, tôi chờ. Tiễn Cao Thắng xong, Ngô Bình đi theo Lư Vân Dực để học quy tắc của tiêu cục và cách đối nhân xử thế ở đây. Ngày đầu tiên không có việc gì nên Ngô Bình và các tiêu sư tổ chức ăn uống và trò chuyện, dần dà anh cũng hòa nhập được với họ. Khi mặt trời xuống núi, trăng lên cao, Lư Vân Dực chợt gọi Ngô Bình đang luyện công ở trong phòng ra rồi nói. Ngô Bình, tối nay có chuyến hàng, Tiêu Đầu Mã bảo anh và cậu cùng phụ trách. Ngô Bình, chỉ có hai chúng ta thôi à? Lư Vân Dực cười nói, một hộ giàu có trong thành muốn vận chuyển ít châu báu, không phải mối lớn gì đâu nên chỉ có hai chúng ta là đủ rồi. Đi thôi, đi chọn vài tiêu sư nữa. Lúc này, hai chiếc xe hàng đã chờ ngoài công, cả đám tiêu sư đang ở đây. Lư Vân Dực chọn ra 12 tiêu sư chạy việc, 8 tiêu sư hộ vệ. Nhóm họ có tổng là 22 người. Lư Vân Dực, Ngô Bình, lát anh sẽ cưỡi ngựa đi trước, còn cậu theo sao? 8 tiêu sư hộ vệ sẽ chia nhau ra phụ trách các xe hàng. Nếu anh gọi thì cậu mới đi lên trước, không thì cứ đi phía sau để bảo vệ nhé. Đi chuyển hàng sợ nhất là hàng ngũ lộn xộn,
như vậy sẽ dễ bị cướp lắm. Ngô Bình, chuyến này đi có xa không? Lư Vân Dực, hơn 100 dặm thôi, nếu thuận lợi thì nửa đêm mai là xong. Xong việc, chúng ta có thể chia nhau 200 lạng vàng. Mỗi chúng ta mỗi người 50, 8 hộ vệ chia nhau 80, còn lại thì chia cho mấy người chạy việc vặt. Ngô Bình, trong số 200 lạng vàng này thì tiêu cục được lợi bao nhiêu? Lư Vân Dực, tiêu cục được chia hơn 100 lạng, giá trị của chuyến hàng này chắc cũng khoảng 30.000 lạng vàng. Sau đó, mọi người lên đường, Ngô Bình cũng bắt đầu chuyến vận chuyển hàng đầu tiên. Họ phải vận chuyển hai xe hàng này đến một họ giàu có ở một trấn cách đây 150 dặm, lấy tiền xong thì họ phải mang về để giao cho chủ thuê ở đầu này. Ngô Bình cưỡi một con ngựa đi cuối cùng, ngựa đã được huấn luyện nên bước đi rất ổn định, nó đi khiến Ngô Bình thấy rất thoải mái, dù tăng tốc hay dừng lại cũng không khiến anh thấy khó chịu. Ngô Bình đứng trên lưng ngựa thì thấy có hai chiếc xe bò chặn đoàn mình, đường không rộng lắm, hai chiếc xe đó đứng bành trướng khiến đoàn của Ngô Bình không đi qua được. Lư Vân Dực không nói thì thôi, nhưng vừa lên tiếng một cái thì hai cái xe đã dừng lại, có gần chục người ngồi trên xe, họ quay mặt lên phía trước nên không rõ tướng mạo, nhưng xe vừa dừng thì họ cũng bắt đầu đứng ngồi không yên. Người đánh xe lạnh giọng nói, bò nhà chúng tôi đi chậm, cũng không biết nhường đường. Lư Vân Dực cau mày nói, chúng tôi là người của tiêu cục tứ phương đang vận chuyển hàng, các anh làm thế này dễ gây hiểu lầm lắm. Ý của ông ấy đã quá rõ ràng. Nếu mấy người kia không nhường đường thì sẽ bị nghi là cướp hàng. Người kia nghe xong thì cười mỉa, tiêu cục tứ phương cái gì, tôi không biết. Lư Vân Dực lạnh giọng nói, vậy thì xin đắc tội, dứt lời, ông ấy đã xông lên. Ngô Bình vẫn tuân thủ luật là đứng ở cuối, sau đó cảnh giác quan sát xung quanh. Lúc này, anh phát hiện có bóng người lấp ló ở cây hai bên đường. Ngô Bình bình thản nói, chuẩn bị bảo vệ hàng. Lư Vân Dực đã tiến gần đến chiếc xe bò, mấy người trên xe đã nhảy lên rồi tung một cái lưới ra chụp Lư Vân Dực lại. Ông ấy hét lên tức giận, lũ vô lại, có giỏi thì thả ông mày ra. Cùng lúc đó, sau các rặng cây ở hai bên đường cũng vang lên tiếng hô hoán, mấy chục người đã xông ra, người cầm đao, kẻ cầm gậy rồi tấn công xe hàng. Bốn tiêu sư hộ vệ ở phía sau vẫn bình tĩnh, nhiệm vụ của họ là bảo vệ hàng. Nếu Ngô Bình không ra lệnh thì họ không được rời vị trí. Ngô Bình chỉ cầm một cây thương, mũi thương lóe sáng, anh nói, bảo vệ xe hàng. Nói rồi, anh vung cây thương về phía tên cướp đi đầu. Vù! Mũi thương vang lên tiếng vun vút, cổ tên đó đã bị thủng một lỗ, máu tươi phun ra. Sau đó, Ngô Bình thúc ngựa tiến lên, con bạch mã đã như một phần cơ thể của anh, bước chân của nó rất linh hoạt, anh liên tục vung thương lên. Đám cướp chết như ngả dạ. Vài phút sau, đã có 8 thi thể nằm cạnh xe hàng, số còn lại sợ quá nên không dám tiến lại gần. Nhân lúc họ đang sợ hãi, Ngô Bình đã nhảy lên cao rồi mượn xe hàng thứ hai làm điểm tựa để nhảy lên chỗ Lư Vân Dực. Lúc này, lũ cướp đang dùng thương và kiếm để tấn công Lư Vân Dực ở trong lưới, nhưng hiện trường quá hỗn loạn nên họ chưa đạt được mục đích. Đúng lúc này, Ngô Bình đáp từ trên cao xuống rồi quét ngang cây thương, đám người kia ngã hết xuống đất, máu tươi chảy lênh láng. Tấm lưới vây Lư Vân Dực cũng bị xé rách, ông ấy đã thoát ra ngoài. Lư Vân Dực mừng rỡ nói, may quá có cậu, bọn này chết hết đi. Lư Vân Dực tiến lên tấn công, còn Ngô Bình quay về vị trí cũ. Đám người trốn sau cây lại ra tấn công tiếp, tiêu sư hộ vệ liều mình chống trả nên đã có hai người bị thương. Tiêu sư chạy việc vặt cũng đã bị chém ngã mất 3 người. Vù! Nhiều tia sáng lóe lên, hơn chục người đã bị đánh bay, hầu như ai chúng đòn cũng lăn ra chết hết. Lư Vân Dực nhanh chóng xử lý những người ở cạnh xe bò, sau đó quay lại chỗ Ngô Bình và xử lý nốt những tên cướp còn lại. Có 7, 8 tên muốn bỏ chạy nhưng đã bị các tiêu sư hộ vệ đuổi theo rồi giết chết. Còn bọn cướp thì chỉ còn đúng một tên sống sót. Lư Vân Dực tiến lên hỏi thì hắn đã thành thật trả lời, song cuối cùng vẫn bị ông ta giết. Giết xong tên cuối, Lư Vân Dực nói, cậu em, nếu không nhờ thực lực mạnh mẽ của cậu thì khéo nay anh mất mạng ở đây rồi. Ngô Bình nói, đối phương hình như hiểu rất rõ về chúng ta, bước đầu tiên là bắt giữ anh Lư rồi tiến hành ám sát. Cùng lúc ấy, đồng bọn của chúng ở trong rừng sẽ xông ra từ hai bên, giết chết tiêu sư của chúng ta.
Lư Vân Dực cười hề hề, tiếc là chúng đã xem thường cậu. Thực lực của cậu vượt xa anh, đây là chuyện mà chúng không hề ngờ đến. Ngô Bình suy tư, tôi là tiêu sư mới gia nhập. Bọn chúng không biết tôi, nhưng lại biết anh Lư. Lư Vân Dực gật đầu, bọn cướp tiêu này hành sự vô cùng cẩn thận. Trước đó, chắc chắn chúng đã sai người đến gần tiêu cục dò la và biết được tình hình của chúng ta. Chẳng qua kẻ do thám đó không biết cậu, nên mới tính sai một bước. Ngô Bình nói, không ngờ lại gặp phải chuyện cướp tiêu, còn thương vong một số tiêu sư. Lư Vân Dực đáp, chuyện này rất bình thường, rồi sẽ quen thôi. Đoạn, ông ấy sai 4 tiêu sư hành cước đưa những người bị thương và tử vong về tiêu cục, những người còn lại đi tiếp. Nửa đêm, xe tiêu đến một thị trấn. Lư Vân Dực và Ngô Bình giao hàng nguyên vẹn cho người chủ, hoàn thành nhiệm vụ lần này. Đêm đó, người chủ sắp xếp chỗ ở và thức ăn. Nhóm người Ngô Bình và Lư Vân Dực ở lại thị trấn đến khi trời hửng sáng mới trở về. Ở một nơi xa lạ, Ngô Bình quyết định không ngủ mà ngồi thiền, luyện khí. Lư Vân Dực cũng không ngủ. Ông ấy cuốn 2 điếu thuốc, đưa cho Ngô Bình 1 điếu, cười hỏi, từng hút chưa? Ngô Bình không hút thuốc này lâu lắm rồi. Anh cầm lấy 1 điếu, đoạn nói, ở đây hình như không có nhiều người hút thuốc. Lư Vân Dực đáp, đây là thứ du nhập từ bên ngoài. Ban đầu anh cũng hút không quen, bây giờ không hút thì không chịu được. Châm thuốc xong, Lư Vân Dực nói tiếp, chuyến hàng hôm nay gặp cướp, chúng ta đã giết mấy chục tên, cũng xem như lập được công. Theo quy định của tiêu cục, giết 1 tên cướp sẽ nhận được 50 lượng vàng. Hôm nay một mình cậu đã giết chết 36 tên cướp, sẽ nhận được 1.800 lượng vàng. Ngô Bình cảm thán, hóa ra giết cướp còn được thưởng. Lư Vân Dực bảo, những người bị thương cũng được thưởng. Gia đình của người mất sẽ nhận được tiền hỗ trợ. Ngoài ra, tiêu cục còn trích ra 1 khoản tiền để thưởng cho toàn thể tiêu cục. Ngô Bình hỏi, anh Lư à, khả năng bị cướp tiêu có cao không? Lư Vân Dực trả lời, đi 10 mấy chuyến sẽ bị cướp 1 lần. Lần đầu cậu đi áp tiêu đã gặp cướp, không biết nên nói cậu may mắn hay xui xẻo nữa. Anh trò chuyện với Lư Vân Dực gần như suốt đêm. Đến khi trời sáng, mọi người ăn uống qua loa rồi khởi hành trở về tiêu cục. Trước khi họ đi, một hộ giàu có trong thị trấn đến nhờ họ áp tải 1 lô đồ quý vào thành, giá trị khoảng 100.000 lượng vàng. Theo quy định, Lư Vân Dực thu phí 1.500 lượng, sau đó bọn họ vội vàng đi về tiêu cục. Nhóm người họ vừa về đến tiêu cục đã nhìn thấy Mã Tiêu Đầu và một vài vị tiêu đầu khác rót đầy rượu ở cửa, đích thân đón tiếp họ từ xa. Mã Tiêu Đầu kính rượu Ngô Bình trước tiên, cười bảo, Ngô tiêu sư, lần này may mà nhờ có cậu anh dũng chiến đấu, nếu không thì tất cả anh em sẽ không về được. Tôi thay mặt tất cả anh em của tiêu cục, kính cậu 1 chén. Ngô Bình cầm lấy chén rượu và uống cạn, cảm ơn Mã Tiêu Đầu, đây là trách nhiệm của tôi. Chén thứ 2, Mã Tiêu Đầu kính Lư Vân Dực, cười nói, Lư tiêu sư, Ngô tiêu sư do anh dẫn dắt. Lần này hai người đã giúp tiêu cục tứ phương tỏ rõ uy thế. Hiện nay bọn Lục Lâm Thảo Khấu đã loan tin về chuyện này rồi, bảo là về sau mà gặp hai người áp tiêu thì chắc chắn sẽ vòng đường khác. Lư Vân Dực đón lấy chén rượu, cười bảo, Mã Tiêu Đầu, lần này may mà có Ngô tiêu sư, không nhờ cậu ấy thì mạng của tôi cũng không còn. Mã Tiêu Đầu đáp, tất cả anh em đều vất vả rồi. Tôi đã cho người chuẩn bị tiệc rượu, xin mời nhập tiệc. Đúng như lời Lư Vân Dực, trong tiệc rượu, Mã Tiêu Đầu lại lên tiếng tán dương và trao thưởng cho tất cả bọn họ. Ngô Bình giết 36 tên cướp, được thưởng 1.800 lượng vàng. Tính thêm tiền thưởng của 2 chuyến áp tiêu đi về, một mình anh đã nhận được 2.300 lượng. Lần này Lư Vân Dực giết 10 mấy tên cướp, được thưởng hơn 1.000 lượng, những tiêu sư còn lại cũng có thu hoạch. Ngày đầu đi làm đã kiếm được hơn 2.000 lượng, Ngô Bình rất hài lòng. Đến tối, anh mời tất cả tiêu sư áp tiêu một bữa thịnh soạn, sau đó họ đi đến khu thanh lâu nổi tiếng nhất trong thành. Tối hôm đó, ngoại trừ Ngô Bình, tất cả đều không quay về tiêu cục. Về đến tiêu cục, Ngô Bình tiếp tục tu luyện bí chú. 100 loại bí lực, anh chỉ tìm được 3 đoạn bí chú tương ứng, 97 loại còn lại cần anh từ từ lĩnh ngộ. Tu luyện cả tối, anh lại lĩnh ngộ thêm 1 loại bí chú. Bí chú này phù hợp với 1 loại bí lực cấp huyền, uy lực rất mạnh. Sáng hôm sau, Ngô Bình ra khỏi phòng đã nhìn thấy vài xe tiêu vừa rời đi,
Áp Tiêu là một vị tiêu đầu và 10 đại tiêu sư, xem ra là một đơn hàng lớn. Lúc này Mã Tiêu Đầu mới bước đến, cười bảo, Ngô tiêu sư, cậu chủ của Tổng tiêu cục muốn gặp cậu. Ngô Bình hơi bất ngờ, cậu chủ đến đây ư? Mã Tiêu Đầu gật đầu, mời Ngô Bình đến sảnh. Lúc này, có một người đàn ông độ 30 tuổi đang ngồi uống trà ở đó, vừa thấy Ngô Bình tiến vào liền vội vàng đứng dậy, cười nói, Ngô tiêu sư, hân hạnh. Ngô Bình đáp, chào cậu chủ. Người đàn ông cười ha ha, tôi là Trương Tân Giáp, tổng tiêu đầu của tiêu cục tứ phương chính là bố tôi. Ngô tiêu sư, trận chiến ngày hôm qua của anh đã kinh động cả giới Áp Tiêu. Sau khi nghe kể, tôi vô cùng khâm phục, bèn đích thân đến đây gặp anh. Ngô Bình nói, cậu chủ quá khen, đó là chuyện mà tôi nên làm. Trương Tân Giáp bảo, Ngô tiêu sư, tôi muốn mượn anh đến tổng tiêu cục vài ngày. Mã tiêu đầu đã đồng ý rồi. Không biết anh thấy thế nào? Ngô Bình đáp, cậu chủ đã sắp xếp, tất nhiên tôi không có ý kiến. Trương Tân Giáp gật đầu, trị giá hàng triệu lượng vàng. Sau khi hoàn thành, tiêu cục sẽ nhận được 50.000 vàng, Ngô tiêu sư sẽ được chia 20.000 vàng. Ngô Bình nói, cậu chủ, chuyến hàng có giá trị đến vậy, tôi sợ mình không làm tốt. Trương Tân Giáp bảo, chúng tôi sẽ sai người âm thầm hộ tống anh. Bình thường Ám Tiêu khá an toàn, cực kỳ ít người biết. Huống chi anh còn là gương mặt mới đến, ngoại trừ các tiêu sư ở đây, không ai biết anh cả. Ngô Bình ngẫm nghĩ rồi đáp, được, tôi sẽ đi. Trương Tân Giáp cả mừng, tốt lắm. Hôm nay Ngô tiêu sư hãy cùng tôi đến Tổng tiêu cục. Trên đường đi, tôi sẽ nói chi tiết hơn về chuyến hàng lần này. Thế là Ngô Bình thu dọn hành lý, chuẩn bị cưỡi ngựa đến Tổng tiêu cục cùng Trương Tân Giáp. Trước khi đi, Lư Vân Dực bỗng nhiên kéo anh lại, nhỏ giọng hỏi, cậu chủ tìm cậu, có phải nhờ cậu đi Ám Tiêu không? Ngô Bình gật đầu, đúng vậy. Anh Lư, tôi đã nhận lời rồi. Lư Vân Dực khẽ thở dài, thật ra Ám Tiêu chính là chuyện nguy hiểm nhất, vì cậu chủ chắc chắn sẽ bảo cậu ra khỏi quận. Ngô Bình khó hiểu, ra khỏi quận. Lư Vân Dực gật đầu, tiêu cục tứ phương nằm trong quận thành, chuyện kinh doanh của cả tiêu cục chủ yếu thực hiện ở trong quận. Nhưng đôi lúc sẽ có những chuyến hàng ở ngoài quận, ra khỏi quận là phạm vi thế lực của tiêu cục khác, rất dễ bị nhắm vào. Vậy nên chuyến đi này của cậu, thập tử nhất sinh. Ngô Bình hỏi, anh Lư, ý anh là họ cố ý dùng tôi làm bia đỡ. Lư Vân Dực đáp, anh không nói gì cả, cậu nhớ phải thật cẩn trọng. Dứt lời, ông ấy quay người rời đi. Ngô Bình đăm chiêu, khi anh ra đến bên ngoài, Trương Tân Giáp cười bảo, Ngô tiêu sư. Ngựa đã sẵn sàng rồi, mời lên anh lên ngựa. Ngô Bình xoay người leo lên ngựa, theo Trương Tân Giáp đến quận thành. Quận mà họ đang ở là quận Đại Danh, quận thành dĩ nhiên là thành Đại Danh. Thành Đại Danh rộng lớn hơn huyện thành nhỏ bé này rất nhiều, khá là sầm uất. Thành Đại Danh cách nơi này 1.500 dặm, cưỡi ngựa cũng phải mất 2-3 ngày. Song vừa ra khỏi thành, Trương Tân Giáp đã lấy ra hai lá bùa rồi dán lên mu bàn chân. Ánh sáng bùa lóe lên, tốc độ của hai con ngựa thoát cái đã tăng lên gấp 10, biến thành hai luồng khói bụi mà phi nước đại. Khoảng 3 canh giờ sau, hai người đã đến thành Đại Danh. Sau khi vào thành, Ngô Bình đến Tổng tiêu cục tứ phương. Tổng tiêu cục lớn hơn phân tiêu cục ở huyện rất nhiều, cực kỳ hoành tráng. Trước cổng tiêu cục có một khoảng sân rất rộng rãi, có mấy mươi tiêu sư đang làm việc. Có điều Trương Tân Giáp không đưa Ngô Bình vào bằng cổng chính mà đi vào bằng cổng bên hông, trực tiếp dẫn anh vào một ngôi viện. Trương Tân Giáp bảo Ngô Bình ngồi xuống, đoạn cười bảo, Ngô tiêu sư nghỉ ngơi, uống trà trước nhé. Tôi đi rồi về ngay. Trương Tân Giáp lên tiếng, Ngô tiêu sư, đây là Vương tiêu đầu của Tổng tiêu cục. Sau này anh cứ nghe theo sự chỉ dẫn của Vương tiêu đầu nhé. Chuyến hàng này vô cùng quan trọng. Sau khi hoàn thành, anh sẽ được trao thân phận tiêu sư một sao. Tiêu sư cấp sao có thể trở thành tiêu đầu, đây là một vinh dự. Ngô Bình đáp, vâng. Trương Tân Giáp nói thêm vài câu rồi rời đi, giao những chuyện còn lại cho Vương tiêu đầu. Nét mặt của Vương tiêu đầu rất lạnh lùng, Ngô tiêu sư, lát nữa tôi sẽ giao hàng cho cậu. Cậu lạ mặt, Áp tiêu với thân phận lữ khách, tôi sẽ cử người âm thầm bảo vệ cậu trong khoảng thời gian đó. Ngô Bình hỏi, Áp tiêu đến đâu vậy? Vương tiêu đầu đáp, huyện Uy Linh trực thuộc quận Hắc Long. Khi đến đó, tự khắc sẽ có người liên lạc với cậu.
Ngô Bình hỏi, tôi cần chú ý điều gì? Vương Tiêu Đầu nói, hãy xem mình là lữ khách, ngao du sơn thủy, và bảo vệ hàng thật tốt. Ngô Bình trả lời, đã rõ. Vương Tiêu Đầu lại ra ngoài thêm chuyến nữa. Khi quay lại, Vương Tiêu Đầu giao cho Ngô Bình một chiếc hộp kim loại to bằng bàn tay, đoạn bảo, đây chính là hàng, có niêm phong ở phía trên, cậu không được tự ý mở ra. Món đồ này không to, cậu có thể mang theo trong người, nhất định phải bảo vệ nó thật tốt. Ngô Bình đáp, đã rõ. Khi nào tôi xuất phát? Vương Tiêu Đầu nói, hai nơi cách nhau hơn 3.000 dặm, chỉ cần cậu giao hàng đến đó trong vòng 7 ngày là được. Ngô Bình bảo, tôi cần một tấm bản đồ. Vương Tiêu Đầu gật đầu, đoạn đi vào phòng để lấy bản đồ đưa cho Ngô Bình. Ngô Bình xem bản đồ, thấy giữa hai quận có một vùng đất hoang vu, chỉ có một đường cái, ngoài ra còn có hai con đường nhỏ, nhưng đường đi quanh co, băng núi vượt rừng, chắc chắn sẽ trùng trùng nguy hiểm. Xem xong, Ngô Bình cất bản đồ vào rồi đáp, tối nay tôi sẽ lên đường. Vương Tiêu Đầu nói, tôi cho cậu áp tiêu chuyến này vì cậu lạ mặt. Tạm thời, cậu đừng lộ diện ở tổng tiêu cục, lát nữa cậu vẫn phải đi ra bằng cổng bên hông, tuyến đường sau đó do cậu quyết định. Ngô Bình hỏi, người bảo vệ tôi có gặp tôi không? Vương Tiêu Đầu lắc đầu, không, trừ phi cậu gặp nguy hiểm, nếu không thì người bảo vệ sẽ không xuất hiện. Ngô Bình không hỏi nhiều nữa, lập tức rời khỏi tiêu cục. Sau khi rời đi, anh tìm một nhà trọ để nghỉ ngơi trước, chẳng mấy chốc trời đã chạng vạng. Trước khi trời tối, anh ăn chút đồ rồi trở về nhà trọ để tu luyện bí lực. Nửa đêm, anh mở mắt ra, là tu sĩ bí cảnh, Ngô Bình có thể cảm nhận được xung quanh nơi này có hai ánh mắt luôn theo dõi anh, chắc hẳn đó đều là những người âm thầm bảo vệ anh. Đi đường cái được vài dặm, anh tách khỏi nhóm người ấy, chuyển qua đi đường nhỏ. Lúc này, anh sử dụng một loại bí chú, cơ thể liền nhẹ đi, hai chân dùng sức một chút là có thể bay cao mấy trăm mét, và bay trên không trong thời gian ngắn. Dù có cưỡi ngựa dùng bùa cũng không thể theo kịp tốc độ của Ngô Bình. Anh sải một bước đã đi được một, hai dặm, lập tức xác định phương hướng rồi tiến thẳng đến quận Hắc Long. Lúc này, có hai người mặc áo đen xuất hiện ở vị trí mà anh khỏi đường cái. Họ nhìn dấu chân, một trong hai bèn lấy một chiếc hộp nhỏ, bên trong có một người đồng đang xoay tròn. Người đồng chỉ vào phía trước bên trái của đường cái. Người này lên tiếng, tên nhóc này cẩn trọng thật, không ngờ lại đi đường nhỏ. Nhưng đường nhỏ rất nguy hiểm, cậu ta không sợ gặp cướp sao? Người còn lại nói, mau đuổi theo, không thể để cậu ta thoát khỏi tầm mắt của chúng ta. Cả hai xác định phương hướng rồi dán bí phù vào chân để đuổi theo, nhưng đuổi cả đêm mà vẫn không thấy bóng dáng Ngô Bình. Hai người họ nhìn nhau, một trong hai giận dữ nói, lẽ nào tên nhóc này biết bay? Chúng ta dùng thần hành bí phù mà vẫn không đuổi kịp, y như gặp ma. Người còn lại nhăn nhó bảo, đừng nói nữa, tiếp tục đuổi theo. Nếu không đuổi kịp thì trở về sẽ mất mặt lắm. Lúc này, Ngô Bình tranh thủ đi suốt đêm khuya, đã tiến vào địa phận quận Hắc Long. Anh không hề ngừng nghỉ, phóng như bay, cuối cùng đã đến huyện thành Uy Linh trước khi trời sáng. Ánh bình minh vừa ló dạng ở đằng đông, Ngô Bình đã tiến vào thành Uy Linh. Sau đó tìm một quán trà để uống trà sáng. Uống trà xong, vẫn không có ai liên lạc với anh. Ngô Bình cảm thấy rất lạ. Vài phút sau, có một cậu trai ngồi xuống ở chỗ đối diện anh, nhỏ giọng nói, Ngô Tiêu Sư vất vả rồi. Tôi không ngờ anh lại đến nhanh như vậy nên chưa chuẩn bị chưa chu toàn, rất xin lỗi. Ngô Bình đáp, không sao, vui lòng dẫn tôi đến chỗ của người chủ món hàng, tôi sẽ giao ngay. Cậu trai đáp, giao cho tôi là được, tôi sẽ giao cho người chủ. Ngô Bình lắc đầu, khi nhận việc, Tiêu Đầu không hề nói rằng hàng sẽ được giao qua người khác. Theo quy định trong giới, tôi phải đích thân giao cho người chủ. Cậu trai bảo, bình thường đúng là như vậy, nhưng đây là ám tiêu nên có khác biệt. Ngô Bình nói, giao cho cậu cũng được, cho tôi xem thẻ thân phận của cậu ở tiêu cục, sau đó chúng ta sẽ viết giấy bàn giao. Cậu trai đáp, tất nhiên rồi. Ngô Tiêu Sư, hãy đi theo tôi, chúng ta sang chỗ khác nói chuyện. Ngô Bình theo chân cậu trai rời khỏi quán trà, đi được không bao xa thì tiến vào một ngôi nhà. Cửa vừa đóng lại, cậu trai đột nhiên vỗ tay. Ngay lập tức, mười mấy cao thủ từ trong nhà và bên ngoài bức tường nhảy ra. Tất cả đều là kẻ mạnh luyện khí tầng 9 trở lên, trong đó có hai cao thủ bí cảnh.
Cậu trai cười nói, Ngô Tiêu Sư, thật không ngờ anh lại có thể bình an đến huyện Uy Linh trong thời gian ngắn như vậy. Chúng tôi đã đánh giá thấp anh rồi. Ngô Bình không đổi sắc mặt, điềm tĩnh hỏi, cậu không phải là người của Tiêu Cục. Một bóng đen xuất hiện bên ngoài cơ thể Ngô Bình. Nó có 12 cánh tay, trông rất đáng sợ. Đám người này vừa đến gần liền bị cánh tay của bóng đen túm lấy rồi xé toạc. Phụt! Máu tươi bắn ra tung tóe, cơ thể của 6 người vừa đến gần liền bị xé thành nhiều mảnh, rơi đầy xuống đất. Những người chưa xông lên đều khiếp sợ, có người còn nôn mửa. Ngô Bình đanh mặt, xoay người bóp cổ cậu trai kia, lãnh đạm nói, bây giờ cậu có thể nói rồi chứ. Cậu trai tái mặt, hai cao thủ bí cảnh lại bị giết dễ dàng như thế ư. Nỗi khiếp đảm khiến cậu trai run bần bật, giọng cũng run rẩy, tôi nói mà. Đừng giết tôi. Lúc này Ngô Bình mới nhìn sang những người còn lại, há miệng giống lên, thi triển một loại bí chú cấp cao. Ngay lập tức, đám người này choáng váng đầu óc vì chấn động, lần lượt ngã xuống đất. Lúc này, anh mới hỏi, cậu là người của Tiêu Cục. Cậu trai gật đầu, là cậu chủ cử tôi đi tiếp viện cho anh. Đáng lẽ anh phải bị người của Tiêu Cục uy hổ thuộc quận Hắc Long cướp rồi giết, nào ngờ anh lại đến sớm như vậy. Kế hoạch có biến động, cậu chủ bảo tôi sai người trừ khử anh. Ngô Bình hỏi, tôi áp tiêu giúp Tiêu Cục, mà Tiêu Cục lại muốn giết tôi. Cậu trai đáp, chuyến hàng này vô cùng quan trọng, anh được cử đi làm mồi nhử thôi. Bây giờ màn kịch đã thất bại, món hàng thật sự sẽ gặp nguy hiểm. Ngô Bình hỏi, kịch gì cơ? Cậu trai giải thích. Nếu anh bị cướp giết trên đường đi, Tiêu Cục sẽ tuyên bố hàng đã bị người khác cướp mất, sau đó mới bắt đầu hộ tống ám tiêu thật sự. Ngô Bình hỏi, của tôi không phải là ám tiêu thật sự sao? Cậu trai lắc đầu, không phải. Ám tiêu thật sự vẫn đang trên đường đi, chuyến hàng vừa rồi của anh chỉ nhằm mục đích thu hút sự chú ý của những kẻ có âm mưu. Ngô Bình hỏi tiếp, nếu đã vậy thì bây giờ tôi sẽ giao món hàng giả cho người chủ, chẳng phải cũng có thể gây nhiễu cho người khác sao? Cậu trai nói, không đơn giản như vậy, chủ món hàng chưa chắc có thể bảo mật, vậy nên anh phải bị trừ khử. Ngô Bình cười khẩy, không ngờ vì một chuyến hàng mà cậu chủ lại muốn giết tôi. Cậu trai đáp, chuyến hàng này rất quan trọng, chủ hàng đã hứa rằng sau khi thành công, Tiêu Cục tứ phương sẽ có thể nhận những chuyến áp tiêu ở quận Hắc Long. Để đạt được mục đích, Tổng Tiêu Cục sẵn sàng hy sinh một nhóm người. Ngô Bình bình thản nói, ra là thế. Vậy cậu có biết món hàng thật sự đang ở đâu không? Cậu trai trả lời, đối phương đang ở gần huyện Uy Linh, sẽ chủ động liên hệ với tôi. Ngô Bình thản nhiên hỏi, đối phương sẽ liên lạc với cậu bằng gì? Cậu trai lấy bùa ngọc ra, bằng bùa ngọc này. Ngô Bình cất bùa ngọc vào, đoạn hỏi tiếp, hai cao thủ bí cảnh này đều là người của Tiêu Cục. Cậu trai nói, tôi cũng không biết chính xác, chỉ biết là một chiếc hộp ngọc. Ngô Bình thắc mắc, bây giờ tôi không chết, Tiêu Cục tứ phương tính làm thế nào? Lặng im vài giây, cậu trai đáp, có lẽ họ sẽ không để anh sống sót. Đúng lúc này, hai bóng người từ trên trời bay xuống. Họ đều mặc đồ đen, chính là hai người đã đuổi theo Ngô Bình suốt chặng đường. Nhìn thấy những mảnh thi thể dưới đất, cả hai đều nheo mắt lại. Một trong hai cất lời, cậu đi nhanh thật đấy. Chúng tôi đi không ngơi nghỉ mà vẫn không theo kịp cậu. Ngô Bình nhìn họ, hai người chính là, người âm thầm bảo vệ tôi, nhỉ. Mệnh lệnh mà hai người nhận được là gì, mật báo cho đám người này để bọn họ giết tôi, đúng chứ? Cả hai cảm thán, thực lực của cậu nằm ngoài dự đoán của chúng tôi, còn giết được cả cao thủ bí cảnh. Ngô Bình nói, bây giờ đến lượt hai người rồi. Hai người họ cùng lúc chạy trốn, một người chạy về phía bên trái, một người bên phải, không hề có ý định đấu với Ngô Bình. Ngay cả cao thủ bí cảnh còn mất mạng, bọn họ chắc chắn không đánh lại. Cả hai vừa nhảy ra khỏi tường nhà đã bị hai bàn tay màu xanh lam vỗ vào lưng. Họ nôn ra máu rồi đồng loạt ngã xuống đất, tắt thở ngay tại chỗ. Lần này Ngô Bình thi triển một loại bí ngôn khác, có thể phát hiện một loại trưởng ấn màu xanh lam, giết chết kẻ địch trong chớp mắt. Giết xong hai người này, Ngô Bình hỏi, đi xong chuyến hàng này, Tiêu Cục sẽ kiếm được bao nhiêu? Cậu trai đáp, 1.500.000 lượng vàng. Đôi mắt Ngô Bình sáng rỡ, 1.500.000 lượng ư. Món đồ được vận chuyển có giá trị cao khủng khiếp nhỉ. Đúng lúc này, bùa ngọc trong tay Ngô Bình sáng lên.
anh ném bùa ngọc cho cậu trai, bảo người đó đến đây. Nếu cậu dám giở trò, tôi sẽ giết cậu ngay tức khắc. Cậu trai không dám trái lời, nói với bùa ngọc, tôi là Thiết Ngư, đang chờ ở số 7 ngõ ngư nhân. Đối phương đáp, rõ. Khoảng một khắc sau, có người gõ cửa, ba tiếng dài một tiếng ngắn. Nghe tiếng gõ, cậu trai vội vã gật đầu, ý chỉ người áp tiêu thật sự đã đến. Ngô Bình mở cửa ra, thấy một người đàn ông trung niên đứng ở cửa. Người đó vừa thấy Ngô Bình liền sững ra, sau đó bị anh đấm ngất xỉu. Anh đã tìm được một chiếc hộp ngọc trong người đối phương. Trên hộp ngọc có niêm phong, anh bèn xé ra. Sau khi mở hộp, anh thấy bên trong có một lọ ngọc. Anh giật mình, biết ngay đây là thứ gì, hóa ra là một viên đan dược. Dứt lời, anh mở nắp lọ ra, một mùi thơm nhẹ kỳ lạ tỏa ra. Ngô Bình ngửi xong, cảm thấy toàn thân vô cùng dễ chịu. Cậu trai thì nhìn chằm chằm vào dòng chữ trên lọ ngọc, kinh ngạc hô lên, đây là đan dược của vũ trụ chính. Cậu trai cả kinh, giúp người ta đột phá thần thông. Chẳng trách lại quý như vậy. Ngô Bình cất đan dược vào. Nói với cậu trai, quay về nói với người của tiêu cục tứ phương rằng sớm muộn gì tôi cũng sẽ tìm họ để nghe một lời giải thích, dứt lời bèn nghênh ngang rời đi. Tiêu cục này vốn chỉ là nơi dừng chân tạm thời của anh. Bây giờ anh đã có tiền, cũng hiểu biết nhiều về thế giới này, đã đến lúc anh làm chuyện mà anh muốn làm rồi. Anh nhanh chóng rời huyện Uy Linh rồi đi đến thành Hắc Long. Ở thành Hắc Long, tiêu cục tứ phương không có thế lực gì. Anh có thể yên tâm sống ở đây một thời gian và chuyên tâm tu luyện. Chẳng bao lâu sau, anh đã đến thành Hắc Long. Thành Hắc Long sầm uất hơn cả thành phố trước đó. Anh tìm một nhà trọ để nghỉ ngơi. Sau khi đến nơi, anh xử lý viên đan dược trong tay trước. Hiện nay thứ anh cần không phải là đan dược mà là tài nguyên khác. Có điều anh chỉ vừa lấy được đan dược, bây giờ bán đi sẽ gặp nguy hiểm, đành chờ thêm một thời gian nữa. Trong lúc Ngô Bình thưởng thức món ngon ở nhà trọ, tiêu cục tứ phương đang hỗn loạn vô cùng. Món hàng có giá trị liên thành đã mất, bọn họ không biết phải ăn nói với chủ như thế nào. Tổng tiêu đầu Trương Bách Lý giận dữ nhìn con trai Trương Tân Giáp của mình, mắng mỏ, đồ ngu dốt. Muốn dùng mạng của người khác để đổi lấy chuyến hàng này, kết quả là bị người ta cướp mất món hàng, con nói xem, bây giờ phải làm sao đây? Trương Tân Giáp tái xanh mặt mũi, bố yên tâm. Con sẽ nhanh chóng tìm ra kẻ đó và lấy hàng về. Trương Bách Lý thở dài thườn thượt, tìm bằng cách nào. Kẻ đó có thể giết cao thủ bí cảnh, có thể đi cả nghìn cả vạn dặm trong một đêm. Thế giới rộng lớn đến vậy, nơi nào cũng có tai mắt của con à. Trương Tân Giáp quỳ cộp xuống đất bố, do kế hoạch của con không chu toàn, xin bố trách phạt. Trương Bách Lý thở dài, món hàng đã mất trị giá 800.000 tiền linh. Chỉ vì sơ suất của con mà tiêu cục của chúng ta làm không công suốt 8 năm. Một đồng tiền linh tương đương khoảng 120 lượng vàng, 150.000 tiền linh tương đương với 96 triệu lượng vàng. Trương Tân Giáp đứng bật dậy, trầm giọng nói, bố hãy cho con 3 ngày, con nhất định sẽ tìm ra anh ta. Bây giờ Trương Bách Lý cũng không có cách nào tốt hơn, đành khẽ gật đầu, mọi chuyện đều phải cẩn trọng. Kẻ này không dễ chọc vào. Trương Tân Giáp nói, bố yên tâm ạ, con sẽ mang theo báu vật gia truyền kia, chỉ cần gặp được sẽ giết kẻ đó ngay tại chỗ. Ở thành Hắc Long, Ngô Bình vừa tu luyện vừa dạo xung quanh, cảm thấy môi trường ở đây khá tốt, có hiệu thuốc chuyên bán dược liệu. Anh định thuê nhà ở đây, dù sao thì quán trọ đông người nên cũng không tiện tu hành. Vậy nên vào ngày thứ hai đến thành Hắc Long, Ngô Bình đã thuê một căn nhà khá hẻo lánh thông qua bên trung gian. Căn nhà này rất bình thường, có sân trước, 4 dãy phòng, hai bên trái, phải là bếp và phòng vệ sinh. Tuy nhà rất bình thường nhưng mỗi tháng phải trả 10 lượng vàng, tính theo năm thì 100 lượng. Ngô Bình không biết mình sẽ ở bao lâu nên chỉ trả tiền nhà trong 3 tháng. Vào ngày chuyển đến, anh đã tích trữ một ít thịt, trứng, cơm và chuẩn bị tự nấu ăn. Nhưng đến tối, khi chuẩn bị nấu nướng, anh mới phát hiện mình quên mua muối. Bây giờ ra ngoài mua, phải đi đi lại lại mất nửa giờ, quá lãng phí thời gian. Ngẫm nghĩ một hồi, Ngô Bình quyết định sang nhà bên xin ít muối vì anh vừa ngửi được mùi thơm của thức ăn từ nhà hàng xóm. Anh ra ngoài, đi sang cửa nhà hàng xóm rồi gõ vài cái. Ai thế ạ? Một giọng nói lạnh lót êm tai vọng đến, sau đó cửa mở ra.
một gương mặt xinh xắn xuất hiện trước mắt anh. Đó là một cô gái chừng 17, 18 tuổi, mặc đồ vải xám nhưng vẫn không che giấu được vẻ đẹp yêu kiều của mình. Nhìn thấy người đến là đàn ông, cô gái ấy có phần ngượng ngùng, vội lùi lại mấy bước, đoạn quay lại gọi người trong nhà, mẹ ơi, có khách đến ạ. Một người phụ nữ trẻ trung hơn 30 bước ra, ngoại hình cũng rất đẹp, chẳng qua có phần già dặn hơn. Ngô Bình vội vàng cất lời, làm phiền gia đình rồi. Tôi ở sát vách, vừa mới chuyển đến thôi. Tôi quên mua muối, có thể cho tôi xin một ít không? Người phụ nữ ấy quan sát Ngô Bình một chút rồi cười bảo, được chứ. Mẫn Nhi à, mau vào lấy muối đi con. Cô gái kia vội gật đầu, đoạn vào bếp lấy muối cho Ngô Bình. Người phụ nữ cười hỏi, công tử là hàng xóm mới chuyển đến à? Ngô Bình gật đầu, phải. Tôi mới đến thôi, vẫn chưa quen với nơi này lắm. Người phụ nữ đáp, mọi người là hàng xóm với nhau cả, sau này cần gì cứ tìm chúng tôi nhé. Lát sau, cô gái nọ đã mang ra một gói muối được bọc bằng giấy trắng, vừa vặn 2 lạng. Ngô Bình cảm ơn họ, đoạn quay người trở về nhà. Anh vừa bắc nồi lên thì nghe thấy tiếng gõ cửa rất mạnh từ căn nhà mà anh vừa xin muối. Giọng đàn ông lè nhè vang lên, Quế Chi, là anh Lưu của em đây, mau mở cửa ra. Sau đó là giọng nói hoảng sợ của hai mẹ con ấy. Mẹ ơi, ông ta lại đến rồi, làm sao bây giờ, cô gái run rẩy hỏi, sợ hãi vô cùng. Giọng người phụ nữ cất lên, Mẫn Nhi, con về phòng đi, đừng ra ngoài. Một lúc sau, người phụ nữ nói, anh Lưu, đã muộn rồi, anh có việc gì sao? Gã kia cười bảo, anh nhớ em quá nên đến tâm sự với em ấy mà. Anh Lưu, chúng tôi đều ngủ rồi. Giọng anh Lưu nọ trầm đi, Quế Chi, nếu em không mở cửa, anh sẽ đạp cửa đấy, sau đó là một âm thanh rất lớn. Ngô Bình cau mày, anh nghĩ bụng, gia đình họ hình như không có đàn ông, bằng không gã này đã chẳng tìm đến ức hiếp họ rồi. Nghĩ đến việc vừa mượn muối của họ, Ngô Bình quyết định ra tay giúp đỡ một phen. Thế là anh cầm theo một miếng thịt xông khói rồi bước ra ngoài. Ngô Bình vừa bước đến vừa hỏi, anh đang làm gì vậy? Gã ngoái đầu nhìn sang, trợn mắt đáp, danh con, bớt nhiều chuyện đi, ông đây không phải là người mà mày có thể động vào đâu. Nghe động tĩnh, người phụ nữ kia mới dám mở cửa ra. Thấy Ngô Bình trượng nghĩa ra tay, người phụ nữ vội cất lời, công tử, đây là giáp trưởng phụ trách nơi này. Ở thành Hắc Long, thậm chí là cả Hoàng Triều Đại Tề, đều có chế độ bảo giáp. Lấy đơn vị là gia đình, 30 hộ là một giáp, 10 giáp là một bảo. Người phụ trách quản lý một giáp gọi là giáp trưởng. Gã giáp trưởng trưng ra vẻ mặt đắc ý, hư giọng một cái, danh con, nghe rõ chưa? Chuyện của bản giáp trưởng, tốt nhất là đừng can thiệp vào. Song Ngô Bình đã tiến lại tát vào mặt gã. Anh đánh đến mức làm gã gãy răng, xoay mòng mòng rồi văng ra xa, cả người choáng váng, mắt nổ đom đóm. Ngô Bình giẫm lên ngực gã, lạnh lùng nói, thứ giáp trưởng khốn kiếp. Ông đây còn là tiêu đầu của tiêu cục đấy. Tao đi một chuyến tiêu đã giết mấy chục mạng người. Giết 10 tên như mày dễ như uống nước vậy. Câu nói này của Ngô Bình khiến gã giáp trưởng bừng tỉnh. Những người đi áp tiêu đều không dễ động vào, người nào cũng ra tay tàn nhẫn, thực lực cực mạnh, hoàn toàn không phải là đối tượng mà một giáp trưởng nhỏ bé như gã có thể chọc vào. Tuy gã có chức quan nhỏ, nhưng ngộ nhỡ một ngày nào đó bị người ta lẻn vào nhà rồi chém chết. Thì gã biết kêu khóc với ai đây? Gã vội vàng ngồi dậy khẩn cầu, xin tha mạng, sau này tôi không dám đến đây nữa. Ngô Bình đá gã ra, cút. Gã giáp trưởng cuống cuồng bò dậy chạy mất, người phụ nữ kia sững sờ, đôi mắt sáng lấp lánh. Ngô Bình quay lại cười nói, nếu sau này tên khốn ấy còn dám đến ức hiếp hai người thì cứ tìm tôi nhé. Người phụ nữ mừng rỡ đáp, cảm ơn công tử. Ngô Bình đưa miếng thịt xông khói cho họ, xin muối của nhà cô, thật ngại quá. Miếng thịt xông khói này do tôi mua, gửi hai người ăn thử. Người phụ nữ cười bảo, vậy thì ngại quá. Ngô Bình đáp, xin đừng khách sáo. Người phụ nữ nhận miếng thịt, bỗng cất lời, công tử, nhà tôi vừa nấu cơm xong, nếu như không chê thì dùng bữa cùng chúng tôi nhé. Ngô Bình làm sao đồng ý được, người ta chỉ nấu phần cho hai người. Nếu anh nán lại thì sẽ không đủ thức ăn. Anh lập tức từ chối khéo rồi quay về nhà mình. Sau khi anh đi khỏi,
Cô gái nọ từ trong phòng ló đầu ra, khẽ hỏi, mẹ ơi, anh hàng xóm bên cạnh đuổi giáp trưởng đi rồi ạ. Người phụ nữ ấy khẽ thở dài, con gái ngốc ạ, mẹ chỉ là người quá chồng, bị ức hiếp thì cũng đành. Nhưng gã họ Lưu ấy nhìn con bằng ánh mắt rất lạ. Mẹ tuyệt đối không thể để gã làm hại con. Nếu gã ta dám, mẹ sẽ liều mạng với gã. Cô gái nhỏ hơi sững sờ. Tuy còn nhỏ tuổi nhưng cô gái hiểu biết rất nhiều chuyện. Mẹ à, nếu chúng ta có một chỗ dựa vững chắc như vị công tử này thì tốt quá. Người phụ nữ trợn mắt nhìn con gái, con bé ngốc này, nghĩ gì thế hả? Người ta đường đường là tiêu đầu, làm sao mà nhìn đến chúng ta kia chứ? Đừng nghĩ ngợi lung tung nữa, mau ăn cơm thôi. Tối hôm ấy, Ngô Bình tiếp tục tu luyện bí lực ở nhà. Hai ngày liên tiếp, anh đã lĩnh ngộ thêm ba loại bí lực, bao gồm hai loại bí lực cấp cao và một loại bí lực cấp thần. Khi anh tu luyện ra bí chú cấp thần, trên đỉnh đầu xuất hiện một quang ảnh màu vàng, xung quanh quang ảnh có một thanh kiếm nhỏ màu vàng. Anh vừa nảy ra suy nghĩ, thanh kiếm nhỏ ấy liền bay lên cao, một nhát kiếm đã chém mây làm đôi. Phát ra kiếm quang dài hàng trăm mét. Giây tiếp theo, anh cất kiếm vào, lẩm bẩm, nếu có thể có một món vũ khí, rồi kết hợp cả hai làm một, uy lực của nó sẽ lớn hơn. Anh biết thứ có thể dung hợp sức mạnh bí chú có tên là bí bảo, được làm bằng vật liệu rất quý, vô cùng có giá trị. Bình thường, chỉ có tu sĩ bí cảnh tầng 5 trở lên mới có thể có bí bảo sơ cấp. Với tình hình hiện tại của Ngô Bình, rất khó tìm ra một món bí bảo để sử dụng. Hôm sau, Ngô Bình ra ngoài từ sớm. Anh muốn đến hiệu thuốc xem có mua được dược liệu không. Vừa ra ngoài, anh đã thấy cô gái tên Mẫn Nhi đang quét dọn ở cửa nhà, mặt đường trước cửa nhà Ngô Bình cũng được đối phương dọn sạch. Thấy mặt đường sạch đẹp, Ngô Bình cười nói, cảm ơn nhé. Mẫn Nhi vội lên tiếng, chào buổi sáng, công tử, em tên là Mẫn Nhi. Ngô Bình gật đầu, chào Mẫn Nhi, em ăn sáng chưa? Mẫn Nhi lắc đầu. Vẫn chưa ạ, nửa canh giờ nữa em mới dùng bữa sáng. Ngô Bình nói, khi trở về, anh sẽ mang bánh bao thịt cho em. Hôm qua Ngô Bình có nghe mẹ con họ trò chuyện với nhau. Mẫn Nhi bảo rằng đã nửa tháng nay không được ăn thịt. Sau khi chồng qua đời, mẹ của Mẫn Nhi chỉ biết giặt và vá quần áo cho người ta để kiếm chút tiền, thu nhập ít ỏi đến mức ăn không đủ no chứ đừng nói là ăn thịt. Vóc dáng của Mẫn Nhi khá gầy. Rõ là do không được bổ sung đủ chất dinh dưỡng. Mẫn Nhi vừa vui vừa ngại ngùng, công tử, bánh bao thịt rất đắt, xin đừng mua ạ. Ngô Bình cười nói, em quét dọn giúp anh nên anh muốn cảm ơn em thôi. Anh đến hiệu thuốc trước, nhận thấy giá cả dược liệu đều rất đắt đỏ. Anh chọn tới chọn lui, mua được 30 vị thuốc, tốn hơn 1.300 lượng vàng. Mua thuốc xong, anh đi ngang tiệm bánh bao Tam Phong. Tiệm bánh bao này vô cùng đông khách, bánh bao của họ rất ngon. Những nhà có điều kiện ở gần đây đều thích mua bánh bao ở tiệm này. Đến trước cửa nhà, anh thấy Mẫn Nhi đang ngồi trên tảng đá ở cửa, háo hức chờ anh về. Anh mỉm cười, bèn đưa 1/6 cái bánh bao và 1/1 canh chua trứng cho Mẫn Nhi. Ngửi được mùi thơm, đôi mắt Mẫn Nhi sáng rực lên, công tử, bánh bao nhân thịt to quá, là bánh của tiệm Tam Phong ạ. Ngô Bình nói, ừ, em nhận ra à. Mẫn Nhi đáp, năm em lên 7, bố từng dẫn em đến đó ăn một lần, ngon lắm ạ. Nói đoạn, đôi mắt của Mẫn Nhi đã rơm rớm, hẳn là đang nhớ đến người bố quá cổ. Ngô Bình bảo, tranh thủ ăn đi. Cảm ơn công tử. Ngô Bình nói, sau này cứ gọi anh là anh Ngô. Vâng, anh Ngô. Ngô Bình về nhà, Mẫn Nhi thì ôm túi giấy đựng bánh bao thịt về cho mẹ xem. Hệt như dâng vật quý vậy. Nhìn thấy 6 cái bánh bao thịt cỡ lớn, người phụ nữ sửng sốt hỏi, Mẫn Nhi, bánh bao thịt ở đâu ra thế? Mẫn Nhi cười đáp, là anh Ngô hàng xóm cho ạ. Sáng nay con thấy mặt đường trước nhà anh ấy bẩn quá nên mới quét hộ, anh ấy bảo đây là phần thưởng cho con. Người phụ nữ trừng mắt nhìn con gái, con bé này, quét đường vài cái đã ăn bánh bao nhân thịt mà người ta mua rồi, làm như vậy sao mà được? Nói đoạn bèn cầm lấy túi bánh bao, định mang trả cho Ngô Bình. Mẫn Nhi nôn nóng nói, mẹ ơi, đừng, đừng mà, lâu lắm rồi con không được ăn thịt. Giờ con ăn bánh bao thịt mà anh Ngô mua, sau đó sẽ giúp anh ấy quét dọn, có được không ạ? Người phụ nữ khựng lại, ngẫm nghĩ một lúc rồi chợt cười bảo, được rồi, con ăn đi,
nhóc tham ăn. Mẫn Nhi cười hi hi, lấy một cái bánh bao thịt ra đưa cho đối phương, mẹ ăn trước đi ạ. Người phụ nữ này cũng đã không được ăn thịt nhiều ngày rồi, cầm lấy bánh bao mà cảm thấy có phần chua xót. Về đến nhà, Ngô Bình lần lượt cho dược liệu vào nồi đun. Pháp khí chứa đồ của anh ở vũ trụ minh cổ hiện không sử dụng được, nên anh không thể lấy đồ ở trong đó, bao gồm cả lò đan. Không có lò đan, anh đành dùng cách luyện thuốc, cố gắng tận dụng sức mạnh của những dược liệu này. Anh đã thử hết số dược liệu này và biết rõ dược tính của chúng, bây giờ anh phải luyện chế một loại thuốc có thể giúp người ở luyện khí tầng 3 đột phá đến luyện khí tầng 4. Một khi loại thuốc này được luyện chế ra, chắc chắn sẽ bán rất chạy, đến lúc ấy anh sẽ kiếm được một khoản tiền để tiêu xài. Ngô Bình cười bảo, làm thuốc phiên. Mẫn Nhi, em đến đúng lúc lắm, anh cần em giúp đây. Bên cạnh có một túi bột khoai lang, em đổ ra một bát rồi cho vào chậu nhé. Mẫn Nhi khẽ gật đầu, rửa tay rồi làm theo lời dặn của Ngô Bình. Chờ đối phương làm xong, Ngô Bình nói, còn 9 chậu, tất cả đều đổ vào một bát bột mì. Mẫn Nhi làm theo lời anh. Khi Mẫn Nhi đổ đến chậu cuối cùng, thuốc cũng Ngô Bình cũng gần xong. Anh ngửi thử, sau đó quan sát màu nước thuốc, thìa trong tay anh đã hóa thành lớp lớp ảo ảnh, chuyển toàn bộ thuốc trong nồi vào 10 cái chậu trong thời gian ngắn nhất. Sau đó anh dùng thìa khuấy đều, nhào ra 10 cục bột to bằng nắm tay với tốc độ nhanh nhất. Chúng sẫm đen, tỏa ra mùi thuốc thoang thoảng. Ngô Bình cười bảo, Mẫn Nhi, em vo những cục bột này thành thuốc phiên nhé, 3 tiền một viên. Nói đoạn, anh lấy ra một chiếc cân tiểu ly, một bên đặt quả cân nặng 3 tiền, để tiện cho Mẫn Nhi cân thuốc. Mẫn Nhi ổ lên, bắt đầu nhào nặn thuốc phiên. Ngô Bình đi sang một góc khác, tiếp tục đun nồi thuốc thứ hai. Anh bảo, Mẫn Nhi à, sau này em cứ phụ việc cho anh nhé, mỗi ngày anh sẽ trả 2 lượng vàng. Mẫn Nhi cả kinh, 2 lượng ấy ạ. Anh Ngô ơi, nhiều quá. Lưu Giáp trưởng kia mỗi tháng chỉ kiếm được 1 lượng vàng thôi đấy ạ. Ngô Bình bảo, chuyện anh nhờ em làm cần sự tỉ mỉ, em phải học thật kỹ, vậy nên tiền công mới cao. Nghe xong, Mẫn Nhi cảm thấy như đang mơ vậy, liền cười nói, vâng, Mẫn Nhi nhất định sẽ chăm chỉ học ạ. Hôm ấy, Ngô Bình sắc 3 nồi thuốc, vò được hơn 1.500 viên thuốc. Sau khi phơi khô số thuốc phiên này, anh bảo Mẫn Nhi cho chúng vào lọ sứ cao 2 tấc, mỗi lọ đựng 10 viên. Hai người quá bận rộn nên Mẫn Nhi đã gọi mẹ là Trương Thị đến giúp. Cơm trưa do Trương Thị nấu, rất thơm ngon, Ngô Bình khá hài lòng. Đến chiều, Ngô Bình đem lọ sứ đến một con phố khá tấp nập trong thành. Anh lấy ra một cái bàn từ trong tiệm rồi trải khăn bàn ra, sau đó đặt lọ sứ lên, bắt đầu hét to. Nhìn đây, ngũ hành bổ khí hoàn. Người đang ở luyện khí tầng 3 mà uống nó vào, sẽ đạt đến luyện khí tầng 4 trong vòng 3 ngày. Luyện khí tầng 6 dùng nó trong thời gian dài cũng sẽ thuận lợi đột phá lên luyện khí tầng 7. Ở đây có rất nhiều người bán thuốc hoang dã, nhưng số người bán thuốc giúp người ở luyện khí tầng 3 đột phá như Ngô Bình đang hò hét lại rất ít. Nên biết rằng, lượng người thuộc luyện khí tầng 3 ở khắp đường phố lớn. Thế nên Ngô Bình vừa hét xong, mọi người lập tức vây quanh anh. Một tay to béo hỏi, này, anh nói thật không? Tôi là luyện khí tầng 3 đây. Tôi uống thuốc của anh rồi sẽ có thể đột phá ngay à? Ngô Bình lấy ra một chiếc lọ sứ, trong lọ có 10 viên, người bình thường uống từ 3 đến 5 viên là có thể đột phá. Nếu anh không tin, có thể thử ngay tại chỗ. Nếu không có công hiệu, tôi sẽ không lấy xu nào, còn cho anh 100 lượng vàng. Nghe anh nói vậy, đám đông không dám tùy tiện uống thử nữa. Dù sao nó cũng có giá 1.000 lượng, hầu hết người ở đây không có đủ 1.000 lượng đâu. Để tôi thử. Bất thình lình, một thanh niên mặt trắng bước ra, vươn tay cầm một lọ sứ, ngửi thử rồi uống 2 viên, sau đó ngồi xuống ghế để cảm nhận dược lực. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 150.